thì mọi người lưu ý là cái nhịp gỗ trường sinh hoặc nhịp gỗ gân cốt đã có khả năng này rồi, nhưng mà nó không được rốt ráo và nó không được tức thời, kịp thời. Thì cái tôi muốn trình bày cho mọi người hôm nay đó là các cái phương pháp mà khi mà mình nói là bị nhiễm độc do trùng cắn, bị chích một cái loài gì đó, ví dụ trùng cắn là bị rắn rít, sên, ốc, rồi các cái loài bò chét, bò chó đó cắn á, thì mình có thể tức thời ngoài việc xử lý tại chỗ, garo để xử lý đắp thuốc thảo dược rồi tất cả mọi thứ, hoặc là thuốc uống ra gì, thì mình còn có một cái phương pháp ngay tức thì là có thể giải được. Đặc biệt là trược khí, phải trược khí, trọc khí, ấm khí, tà khí. Cái khí ở đây là không phải là nói về cái tà khí, mình còn nói ở đây là nói rằng cả cái khí độc. Mình hít phải những cái khí độc mà thì mình có thể tức thời đưa ra. Thì có hai cái phương pháp, một phương pháp chung cho mọi người mới có cái nền tảng sơ sơ về hơi thở. Một cái thứ hai là đã có một biết về hơi thở, đã từng có cái trải nghiệm về hơi thở dưỡng sinh. Ở đây hơi thở dưỡng sinh tôi yêu cầu mọi người chỉ nắm giữ cho hai biết là nó là hơi thở bùng, và gồm có hơi thở hai thì và hơi thở ba thì. Thì tôi sẽ nói. Thì đó là cái phần tôi chia sẻ về màn hình như thế. Thì bây giờ đó là nói về cái vấn đề là nhịp gỗ trường sinh và nhịp gỗ gân cốt có thể giúp ích được vấn đề này. Thì bây giờ tức thời có nghĩa là mình vừa mới bị, nhưng mà có thể bị buổi sáng buổi chiều, nó chưa kịp nhập biểu, nó chưa kịp vào biểu, mà không phải là nhập lý, là vào trong xương cốt, trong máu huyết rồi, mà mới nhập từ bên ngoài, thì mình đã có kịp đào thải nó ra. Thì tôi đã trình bày có rất nhiều phương pháp, nhưng phương pháp hôm nay là gọi là phương pháp nồi đan. Nồi đan là gì? Nồi đan, đan ở đây là dược liệu, và nồi là bên trong, là cái diều dược từ bên trong của cơ thể của mình, gọi là nồi đan. Mà uống thuốc, và đặc biệt những cái thuốc đặc biệt tốt vào phía ngoài, diều dược từ bên ngoài mà mình uống bôi đắp đồ vào thì gọi là ngoài đan, thì dùng nồi đan. Và cái nồi đan đây mình có được, cái thứ nhất là do bản năng đó là tàng trữ có, và vấn đề là mình không biết phát huy nó thôi. Và cái thứ hai là do luyện tập cái nồi đan này, luyện tập. Và cái nồi đan này có được mạnh hay không, có làm chủ được hay không, đó chính là nhờ vào hơi thở. Nồi đan chính là cái thành quả của việc luyện tập hơi thở nha, mọi người hiểu ý như như thế. Bây giờ tôi sẽ stop lại cái chương trình này, cái chia sẻ màn hình. Bây giờ là cái phương pháp mà giải độc. Thì các bạn là sẽ có một vài lúc phát ra, lúc phát để thổi ra là phải phát theo một số âm thanh. Cái bài tập đầu tiên là có hai âm thanh. Âm thanh mà các bạn phải lúc mà phát ra là hơi chu miệng lại và phát ra một âm thanh của chữ suy, s u y kret, suy giống như mình đuổi gà đó. Nghe rõ không Trung? Và khi hít một hơi thở của đầy bụng này, ép lồng ngực ra. Thì hơi thở đó thì tất cả mọi người mà đã học theo tôi thì đã đều biết là cái lục từ khí công đều là chữ suy và chữ ha. Thì mọi người ở đây chưa biết thì việc chỉ phát thêm là chữ suy là. À, bây giờ là có một cái phương pháp mà gọi là xả trược trọc, trọc khí. Và ngay tức thời để mình xả cái độc mà mình vừa mới ngấm vào á, thì có một cái bài được trích trong Bát Linh Công, đó là Hổ Linh Công, đó là cái bài xả trược rất là tốt. Thì cái này thì ai làm cũng được hết nha. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn lại cho mọi người biết, và có thể làm theo và có thể ghi lại. Sau này Trung lại ghi lại hình ảnh cho mọi người xem.
Nhìn rõ ở dưới chân trung ơi. Dạ rõ thầy, rõ. Rõ cả chân cả tay rồi nha. Tay đưa lên rồi vậy, không nhìn ra được. Ok rồi, được rồi. Lưu ý này, nó giống như cái chao đô con đầu tiên nó đứng. Đứng về hướng này này. Đứng này. Đứng hai chân này, úp lại. Lật chân ra. Kéo quần lên tí này. Lật chân ra này. Bao giờ cũng chân phải trước hết. Lật chân ra. Đưa đến trước. Hai cái lồng, hai cái gót chân nó sẽ vuông góc với nhau, luôn thành một góc vuông này. Xong xoay người lại giống như chao đô con á. Tay bắt đầu thả lỏng, hơi dùng của hai loại hơi thở. Hơi thở thứ nhất là hơi thở hai thì, hơi thở thứ nhất là hơi thở thứ hai là hơi thở ba thì. Bắt đầu cái chân trước là mấy lên này. Đạp chân sau nữa, đẩy người về phía trước. Hai tay toàn là như thế này. Hít vào, kéo hơi thở vào trong lồng ngực. Xong đẩy lên trên đầu. Thở ra. Thở ra lúc này là thở ra bằng miệng. Xong từ từ hít vào đến hơi thở ba tì này, hít vào này. Lúc này là nín hơi. Xong hít vào một lần nữa. Cho bụng căng lên. Đẩy tay xuống. Phát ra âm suy. Tiếp tục. Hít vào. Thở ra bằng mũi. Hơi thở hai kỳ lần vừa ra bằng mũi. Lúc này là cái tay này là nó ngang cái tay. Từ trên cái tay mà ra cái chân đằng sau này á, là trở thành một đường thẳng. Xong từ từ này đạp chân trước, ngửa người đằng sau, ngửa tay đằng sau, từ từ hít vào, nín hơi, xong hít vào một lần nữa. Và lúc mà đánh chữ suy là bắt cái này này, bắt cái ấn, ấn cái ngón tay bằng giữa này này. Lúc mà kéo tay lên là kéo thế này, kéo cái ngón giữa nha. Vì sao kéo ngón giữa tôi sẽ giải thích sau. Lại nha. Đầu tiên là đứng thế này này. Quay cái gót, quay cái mũi chân phải cho vuông góc về gót chân trái. Hai cái vuông góc này. Đưa tay về trước và quay người lại cho. Và hai cái gót chân vuông góc với nhau. Bắt đầu đạp chân sau tới trước. Chân giơ tay ra. Thở ra. Hít vào. Hít vào lần nữa. Bắt cái ấn này. Tiếp tục. Ba lần. Thở ra. Hít vào. Xong tiếp tục. Các bạn mà mới ban đầu á thì chỉ cần như thế thôi. Chỉ cần như thế thôi. Chỉ cần đến đó. Còn các bạn mà đã có cái hơi thở, có cái nồi hàm về hơi thở rồi á, thì kết thúc một cái này thì có cái sự điều hòa như thế này. Làm lại này. Thở ra. Hít vào.
đưa người đằng sau hít vào, bùng căng lên, hít thêm một lần nữa, đẩy xuống dưới lòng bàn chân á, xong từ động tác này này, điều hòa này, hít vào, thở ra, lúc này là thở ra bằng mũi, hít vào, 3 lần, rơi tay xuống để thở ra, lúc vào hơi lần thứ 3 là hạ tay xuống, xoay sang bên trái, và tập như thế ở bên trái này, hít vào này. Đưa ra đằng sau, bên chân trái thì phát ra chữ H, và bắt cái ngón này này, bắt cái ngón giữa này, cái ngón đeo nhẫn á, phát ra chữ H, tiếp tục. Hơi thở hai thì ba lần, cúi đầu xuống tí, ngửa ra thở, cúi đầu xuống thở ra, ba lần như thế, xong rồi tiếp tục. Thở ra, hít vào, bắt ấn ngón nhẫn, hít vào lần nữa, đẩy ra, tiếp tục điều khiển lại, cứ như thế lặp lại. Ở đến đây thì mọi người rất là khó nhìn, thì cái bài này thì tất cả các cái học viên của Thuần Nghệ Dưỡng Sinh Đường cả ba miền Nam Trung Bắc đều đã có học rồi, và họ rất là giỏi. Thì các nào là ở miền Nam, ở miền Bắc hoặc là ở miền Trung thì liên lạc với các cái trung, các cái Thuần Nghệ Dưỡng Sinh Đường ở các vùng đó, họ sẽ dạy lại cho kỳ. Và mọi người mà muốn vào trong sau này Trung Bắc tổ chức, họ sẽ làm lại cái video, và cái này có nha, cái này đã có video sẵn ở trên rồi, gọi là Hộ Linh Công. Thì mọi người trong YouTube có thể tìm ra, thì chúng nó coi tìm gửi lại cho mọi người. Thì về cơ bản là như thế, có nghĩa rằng là cái quan trọng nhất, cái mà động tác ban đầu này ấy, là để điều hòa lại cơ thể đó, điều hòa lại cơ thể theo không? Theo hơi thở hai thì, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, là lúc mà bắt cái ấn này này, lúc mà lên một cái ấy, bùng ra con căng, chưa kịp thở ra thì phải hít vào một lần nữa, xong rồi mới đẩy ra, và đẩy ra cái ấn này là ấn chữ H này. Thì hầu hết các bạn mà trong các cái dưỡng sinh đường miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều đã tập cái này rồi, thì có thể là các bạn chia sẻ lại, nhiệm vụ của các bạn là chia sẻ lại cho mọi người, nếu như người nào mà cần á, thì có thể chia sẻ lại cho mọi người. Nhà chúng cho ai có ai hỏi về cái này thì hỏi đi, thầy nói đi, hỏi về cái bài này đấy. Anh chị có ai hỏi không ạ? Giơ tay lên để em bảo biết. À, thưa thầy, em chỉ muốn xác nhận lại là cái lúc mà mình
Mình bắt ấn vào cái lúc mà hơi thở hít vào lần thứ nhất là mình đã bắt đầu bắt ấn rồi không thầy? Không không không, bắt ảnh hơi thở ba thì á. Dạ thì cái lúc mà hơi thở ba thì ấy, nhưng mà cái lúc mà mình hít hít vào á, hít vào lần thứ nhất là đã bắt rồi xong. Dạ. Đưa ra lên mình bắt. Hít vào thế này chưa chưa bắt. Ngửa ra đằng sau về xuống thế này vẫn chưa bắt. Đến đây mình bắt đầu bắt này. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy ơi, cho con hỏi là lúc mà bắt ấn xong thì mình có phải xả ấn không ạ? Vì mà con chưa có duyên được gặp thầy trực tiếp mà để được thầy truyền đạo, cho nên là con sợ, là bởi vì con có nghe qua mà. Không 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 xả thì làm sao mà ôm thế này được, không xả thì làm sao mà đưa cái này được. Lúc mà xả về thế này xong rồi thì phải đưa cái tay lên thế này là phải xả nhé. À, như vậy đấy, động tác đấy cũng là xảo luôn ạ thầy. Cái tay nó thả ra rồi thì xả chứ có gì đâu. Chứ không cần phải xả trên đỉnh đầu ha thầy. Cái này bạn đi chỗ khác, ở chỗ tôi không có cái xả trên đỉnh đầu, đỉnh xả hồng môn về đỉnh đầu gì hết, các bạn cứ làm theo cái ngược hồ như thế thôi. Còn bạn Không. xả đỉnh đầu xả hồng môn thì đi đi môn phái khác, môn phái tôi không có xả hồng môn với xả đỉnh đầu. Dạ, nếu con hỏi thầy thì con không biết. Con cảm ơn thầy ạ. Ok Biết rồi, rồi. cảm ơn. Vâng ạ. Thầy ơi, em chào thầy ạ. Cái bài mà thầy vừa hướng dẫn em thấy giống bài hắc hoắc khẩu xuất động đúng không ạ? Không, hoàn toàn khác. Thế ạ? Thế thì em bị nhầm. Cái bài này là hộ linh công, Vâng. hoàn toàn khác luôn. Nó chỉ có cái giống nhau một tí về hình dạng thôi chứ còn hoàn toàn khác. Vâng, em cảm ơn thầy. Mình đi hơi thở thôi, tất cả đều mọi khác hết. Thầy cho em hỏi như này thì mấy hơi thở thì sẽ đảm bảo là mình đã thải được độc ạ? Cô tự hỏi bản thân của cô ấy, Alo. đọc nhiều hay đọc ít, có thời gian hay không, và nội hàm của cô như thế nào. Như bọn tôi thì chỉ cần một phát là xong, nhưng bọn cô chưa chắc là một phát là xong. Tùy theo căn cơ cơ Tại địa vì nội là hàm, tùy theo cái nội đan của từng người đến đâu, cục nó to chừng nào. Cái cỡ mà cảm ơn hay thầy. hay 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 đi xe đường link thì chắc là phải làm bằng số đường link mình xe, số hơi thở bằng số lần mình xe lên mạng. Rồi cảm ơn chị Thoa. Ê, em về Cho nha. thêm bốn người nè Hà Trung ơi, lần cả anh Hà hỏi đừng cho rồi nha, đừng cho lên nữa, bởi vì ông có một cái dàn âm thanh rất là chói tai. Ông lần Ông lần ơi, lần này ngon rồi thầy ơi. Ngon rồi. chị Vẫn cứ chị trẻ, đưa cách Ngon mồm ra rồi, khỏi em màn hình đi dài. test trước rồi. Cách màn hôm ra dài dài nó một tí, xa màn hình nó một tí. Vâng, thầy em Nói cảm ơn ngon thầy tí. chia sẻ về trà câu thầy nói rõ em kia hơi cái lúc nào ngưng ba thì được không ạ? Cái lúc thì ngưng đi ạ. Bắt Thì ngưng đầu cái ở tay, đâu thì ngưng ạ? bắt đầu cái tay mà đưa ra để đằng sau này thì đến đây thì hơi thở vào, ngưng ngưng một tí thôi cho xuống, xong rồi vào thêm một tí nữa. Cái thở ngưng, cái thở hít hơi thứ hai đó là nó thuộc về trong thì ngưng, đoạn cuối của Dạ, thì em cảm ngưng. ơn thầy ạ. Anh liên lạc về cái hội Bách Thảo nó dài chưa, liên Vâng, em lạc cảm ơn về thầy ạ. đại đại vẫn tiếng nói của Hà vẫn đang còn trội lắm nha. Cho thêm ba người ở đây chung.
Cho hỏi đi. Phạm dạ. Thanh Loan. Dạ, con chào thầy ạ. Vâng, chào bạn. Dạ, con thưa thầy, khi mà mình phát chữ suy và chữ ha thì mình có ngậm miệng hay là mở miệng ạ? À, nghiền răng lại. Dạ, con cảm ơn thầy. Răng nghiền chặt lại, nghiền răng nghiền chặt lại. Chứ không cần ngậm chặt, môi thì mở ra để cho hơi nó thoát ra ngoài. Nhưng mà nếu như mà bị độc tố mạnh quá thì có thể là mở hết cỡ. Ok, tùy theo loại. Bởi vì cái này là xả, cho nên là không bỏ bụt và ngầm hay là không. Mà nên tùy theo trình độ. Dạ, cảm ơn thầy. Tùy theo trình độ về mức độ nhiễm độc. Rồi cảm ơn chị Thanh Loan. Dạ. Có hai người nữa đi. Hello, em chào thầy ạ. Vâng, chào anh. Em là Quân ở Thanh Hóa thầy. Thầy cho em hỏi là khi mà thải độc thì có biểu hiện gì không thầy? Tùy số loại độc tố. Nói chung làm xong thì người nó nóng bừng lên và nó thấy thoải mái và sau đó là đi đại ngay. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ, em chào thầy. Rồi, dạ, kết thúc. Kết thúc phần này nha. Rồi bây giờ đến một cái phần thứ hai của phần một, có nghĩa là phần thứ hai là nâng cấp lên một tí. Thì tôi chỉ nói sơ cho các bạn biết là trong các cái truyền trưởng của Kim Dung ấy, người ta hay nói có đến vấn đề là bị độc tố xả rượt ngâm trong bồn thuộc bắc hoặc gì. Mà đặc biệt là người ta còn nói đến một nhân vật là Khusker, Trường Xuân Tử Khusker, mà lúc mà đậu ngồi uống rượu về Giang Nam Thất Quải là có vừa uống rượu mà mơ vần khí cho rượu nó chảy ra các đầu ngón tay cho được cái uống tiệc. Thực sự ra đó là ông Kim Dung ông ấy dựa vào những cái phương pháp thải độc cổ truyền của Đông Y để ông ấy phóng đại lên như thế. Thì lúc mà bị các bạn mà bị nó bị một con gì đó nó chích vào hoặc là bị chích vào một cái thứ độc dược gì trong người á, thì mình có thể dùng cái phương pháp búng ngón tay để đưa nó ra. Cái búng này là không phải là đưa ra lòng bàn tay đâu nha, mà cái búng này chính là kích hoạt các cái đường kinh có nhiệm vụ thải độc. Thì búng có ba ngón tay cần phải búng. Còn là ngón tay đại trương là ngón tay có đường kinh đại trương chạy qua đây này. Và ngón tay có đường ngón tay dược này á, là có cái đường kinh đường kinh tâm bào. Và cái ngón này là đường ngón út này là đường kinh tâm tiêu. Cái bộ này nó gộp lại á, là một cái bộ thải độc về ngoài biểu. Có nghĩa là độc vừa mới cắn vào hoặc là mới nhiễm vào á, thì mình thải độc nó ra ngay lập tức, bụng nó ra ngay lập tức. Thì cái phương pháp này nó tương đối phức tạp hơn một tí, cho nên những người nào mà không có nền tảng về chưa bao giờ tập về hơi thở á, thì lưu ý không nên nghệ sĩ Hải Phương có nói là giải độc qua ngón tay là của Hoàng Dược Sư là không phải đâu nha. Của Trường Xuân Thử Khúc Chư Cơ lúc đậu uống rượu về Giang Nam Thất Quải ấy, thì ông vừa vận công cho rượu chảy ra. Còn Đoàn Dư là lục mạch thần kiếp chứ không phải là thải độc. Thải độc cũng có nhưng mà có ít. Có ít, có sơ sơ thôi, nhưng mà cái mạnh nhất á, Đoàn Dư cũng có, Đoàn Dư cũng có. Nhưng mà cái này là người ta dựa vào những cái cách giải độc của Đông Y, của khí công của Đông Y, thì người ta phóng đại nó lên. Nhưng mà tôi bày cho một vài người uống rượu mà làm kiểu này á, thì lại họ cũng không sai và họ vẫn uống được về mọi người khác nhiều hơn.
Tất nhiên là như cái bộ ba ngón tay này, ngón tay trỏ này là ngón tay đại trường, mà lúc mà nó búng như thế này nó búng cả cái ngón tay cái nữa, nữa là ngón tay cái thứ phế, phế về đại trường. Và ngón tay giữa là ngón tay của tâm bào, và tâm bào là nó nối rất mật thiết lạc mạch về kinh thần, cho nên nó cũng tham gia giải độc rượu. Và cái tâm tiêu là tu về thủy đạo, cho nên khi mới bị nhiễm độc vào để là mình giải ngay. Thì cái phương pháp này á, thì nó ứng dụng vào hơi thở ba thi, và nó có một cái chút vận động gần như võ, như người học võ. Cho nên một cái số bạn bè nào, một số bạn mà không có cái, tôi nói rồi, hôm nay là một cái cuộc chơi bời cao cấp, nhưng các bạn chưa có đẳng cấp về chơi bời thì nên rút lui ra. Và có thể là không tin những chuyện này. Nhưng các bạn lưu ý nha, đây là đông y nha, kỹ công của đông y nha, không phải là do tôi sáng chế nha. Mọi người phải lưu ý này, tôi nói đến phần này tôi nhắc này, những cái gì tôi đưa ra phổ cập cho mọi người là thừa kế lại những cái truyền thống của y học cổ truyền. Và khi mọi người mà muốn lấy đó đi sử dụng hoặc là đi giảng dạy á, thì xin nhắc cho một cái, đó là y học cổ truyền. Chứ các vị đừng có lấy xong rồi tự mình biến chế xong rồi nói là mình sáng chế ra rồi mình là tổ sư của một môn phái nào đó. Tất cả những cái này là tôi thừa kế từ đông y cổ truyền. Hiện tại là có một số đã gần như kiểu ăn cắp xong rồi phạt đi đăng ký bản quyền phản minh và phong mình là tổ sư, xong rồi giảng về thuyết, giảng về đạo lý vân vân, rồi tôi không nói. Nhưng các bạn chỉ cần nhắc lại nhá, dù các bạn giảng lý có đạo lý như thế nào ấy chăng nữa, thì trong những cái năm cái giới luật cơ bản của đầu tiên của người Phật tử, trong đó có cái giới luật là không trộm cắp. Cho nên các bạn lấy xong rồi biến chế ra xong rồi đi giảng đạo lý thì cái đạo lý đó là đạo lý ăn cắp, không được. Cho nên các bạn lưu ý như thế nha. Rồi bây giờ đây là y học cổ truyền nhá. Và cái bồ là đại trường phế này, phế và tâm bào này, và phế tâm bào liên quan đến thuần, và cái bồ tâm tiêu là tụ về thủy đạo, nó tham gia về vận động thủy đạo, các cái chất huyết trên trong cơ thể được tải độc. Và cái này chỉ giải điệu nhá, giải điệu có nghĩa là trong thời gian tức thời nó chưa kịp độc tố, chưa kịp nhập lý vào trong xương cốt và trong các cái cơ quan nội tạng, thì mình có thể điều khiển bụng nó ra được, gọi là ngoài biện. Thì cái này thì cái phương pháp của nó là dùng cả hai tay. Nếu như bạn chích, bị chích phía bên này á, thì dùng tay phải. Bị chích, bị trục côn trùng hoặc là độc trùng cắn với bên tay trái hoặc là bên trái, thì dùng bên vận động bên tay trái, và có thể dùng cả hai tay. Và cái phương pháp đầu tiên cũng bụng theo từ từ, đầu tiên là đại trường này, tâm bào và tâm tiêu, ba cái ngón đó, cái ngón mới có đường kinh đi qua đó. Thì đầu tiên là tay bên này, tay ví dụ tôi búng tay phải này, búng tay phải này. Thì tay trái các bạn là bắt đầu cái tay phải là đâu, tay trái là dùng cái giống như là để vận khí, còn tay này là bắt đầu bắt ấn. Đầu tiên là cái ấn của đại trường này, nhớ nhá, búng này, búng ra là búng thế này này. Thì bắt đầu tay trái này, bắt đầu này, giống như tay trái đưa lên hít vào, đến đây là tay nắm lại, thì cái tay trái nó bắt ấn này, tay trái nên nắm lại thì tay nó bắt đầu bật ra này, nín hơi bật ra rồi bắt đầu phát, và các bạn phát chữ hô. Lúc đây là mở miệng ra, nhưng mà không phải là phát ra ở đầu môi hô, mà phát ra lồng ngực bật này. Có nghĩa là lúc bật mạnh, và bật ra đừng có bật thẳng tay như thế này, bật cong này, bật rãi, bật mạnh, bật ra phải, tiếng của nó là phải nghe bộp thế này này, bật ra, xong rồi mới phát ra, bật ra rồi mới phát nha. Ra này, cái tay này có thể các bạn không cần cũng được, cầm nắm tay bình thường được.
Lưu ý này, đến cái thứ hai này là ngọn dừa này bật liên tục, thay đổi hô, sống đến bắt đầu, để cái ngón tay dừa này bắt đầu chữ suy, nhưng không phải là chữ suy nha, lúc này là không phải hoàn toàn chữ suy của lục từ, mà chữ này là chống chữ các bàn ghép này, chữ xét. Chữ xét này và chữ ha và chữ y là có như giống là suy. Xét ha y. Em bắt lại này. Con dưa này. Lúc mà bật ra là cái tay trái nắm lại, tay ngược lại, cái tay không bật, nắm chặt lại để ép cái năng lượng nó chạy, ép cái khí lực nó chạy qua bên này. Mà lúc phát bật ra thì rất là mạnh, mà lúc phát ra chưa xí là tay phía bên này bóp lại thật mạnh, nhưng mà cái tay phải mà vừa bụng ra là thả lỏng ra. Tiếp tục cái ngón đeo nhân này, ngón tâm tiêu này. Cái đến cái ngón tâm tiêu này là phát ra chữ hu, nhưng không phải chữ hu, có chữ v. Chữ v ha u. Không phải là hu. Mà chữ v, cái môi nó. Tôi nói tôi phát lại chữ suy cho mọi người thấy này. Có chữ vơ ban đầu á. À, dân bình thường thì hơi khó, nhưng mà dân đã học qua tôi rồi thì những cái này là tôi đã dạy hết rồi. Cho nên là ai mà muốn học kỹ hơn nữa thì tham gia các cái dưỡng sinh đường á, các dưỡng sinh đường của cả ba miền á, họ sẽ trực tiếp giảng dạy cho. Tôi nhắc lại nha, này cái ngón đây này, ngón cái là phát ra chữ hô nhưng mà từ lồng ngực, nhưng mà hô, không có khi giảng về đâu nha. Và cái chữ này á là giống chữ nặng hơn, giống như mà mọi người phụ nữ mà hay trẻ con mà hay được đi xí đại á, đi xí đại, xí đi cầu gì đó là hay mà nó nặng hơn. Nó có chữ hi đằng sau. Lưu ý như thế. Và cái ngón đeo nhân này, cái ngón đeo nhân là chữ hu nhưng mà có chữ vơ, chữ và cái tay trái cũng thế, lúc mà tay bên này á thì tay này lấy này thì bật ra, đặt thì tay phải nắm lại, không thì cái phương pháp này là giải trừ ngoại biểu của độc tố, vừa mới bị côn trùng chích hoặc là bị lạ nhiễm độc hoặc là bị chích cái gì đó vào không biết, nhưng mà bị chích chất độc vào trong người là giống như kim chích rồi ong đốt rồi bò chết, bò chó rắn rụng như là mình xả ngay là lập tức, vừa cái xả đó là ba cái đường kinh bạch đó nó vận động toàn bộ cái hệ thống bạch huyết và cái hệ thống thủy đạo của cơ thể nó, và cái nội lực, cái nội đan của hơi thở đó nó đến để nó phá vỡ cái cấu trúc của độc tố hữu cơ. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người hỏi và hỏi và tôi sẽ trả lời thì nó sẽ thấm hơn. Đó là xong cái phần cho những người sơ đẳng nhá, còn những người mà sang phần 2 thì đợi tí. Rồi chờ Trung cho mọi người hỏi, có hỏi tôi trả lời thì khi đó mình có thể là mọi người thấm hơn. Không có ai hỏi cả.
Trung cho mọi người hỏi đi. Dạ, con chào thầy, thầy nghe rõ tiếng không ạ? Nghe rõ. Dạ, con có hai câu muốn hỏi thầy ạ. Hỏi đi. Câu thứ nhất là lúc mà cái thế hồ linh công mà thầy dạy ạ, có tác dụng để xả độc ấy. Cái gì? Thì con để xả độc ạ. Cái gì? Cái hồ linh công ạ, hồ linh công. Rồi. Dạ, con muốn hỏi là... Hồ linh công là cái... lúc nói ngồi, bây giờ rồi. Tại lúc nãy nhiều người giơ tay nên là chưa đến lượt con. Rồi hỏi đi. Dạ. Con muốn hỏi là cái bài tập đấy nó còn có tác dụng gì khác ngoài xả độc không? Vì theo như con hiểu có hai loại hơi thở, một là thu nạp với hai là xả ra. Thì nếu mà mình xả ra thì nó không biết là nó có làm mình bị tụt huyết áp và làm mình mệt và làm kiểu nó xả mất cái nguyên khí của mình đi không? Không, cái này là nó có kết hợp trong cả rồi, có thu nạp liệm khí và điều hòa trong rồi. Và nếu phải hiểu một nguyên lý thế này, lúc mà xả trượt thì bạn không thể nào không có vấn đề là trượt xả đi nguyên khí của bạn, phải có. Nhưng mà bởi vì bạn có cái nồi hàm cao rồi thì cái xả đó không quan trọng, còn bạn là chưa có nồi đan. Chưa có cái nồi đan có nghĩa là chưa có cái nồi hàm ở hơi thở thì việc xả của bạn có thể gần đến mệt mỏi và tụt áp rất máu. Cho nên vậy phần này tôi dành cho những người có nồi hàm về hơi thở. Còn vấn đề bạn xả trượt mà không có nói xả nồi lực đi á, thì không có chuyện đó. Nhưng mà vấn đề những người đã có nồi lực thâm hậu thì việc xả đó vẫn không có gì quan trọng. Vậy trong các cái phương pháp mà thầy đã từng dạy thì cái phương pháp nào để luyện nội đan tốt nhất ạ? Hơi thở. Trèo đầu công. Trèo đầu công. Thiên lý tiêu giao để luyện tập hơi thở hai thi. Tám đoàn ngũ hành quyền để luyện tập hơi thở ba thi. Có nhiều lắm, tôi dạy nhiều lắm, tất cả đều phải gắn liền với hơi thở. Dạ vâng, vâng. À. Và câu thứ hai con muốn hỏi là khi mà thầy dạy bắt ấn ấy, thì con có một đặc điểm vì con đã tập bắt ấn rồi và con có một đặc điểm là khi con bắt ấn ngón tay út ở phía tay bên phải thì cái ngón tay ngón chỉ, ngón kinh đại trường của con ấy tự nhiên nó bị cong gập lại ở phía tay bên phải. Có thể đó là do một cái gì tất cái cơ. Dịch tịch về cơ vai hoặc là cơ của trỏ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi không tôi gọi là ấn, là gọi cho nó có vẻ cái tên của nó là như thế thôi. Chứ nói ra là bắt ngón nhá, tôi không gọi là bắt ấn, bắt ngón. Dạ vâng, bằng bắt ngón ạ. Bằng ngón và nó bắt ấn chỗ nào thì bạn cứ đi chỗ khác học ấn, còn tôi không dạy ấn. Cái này là không, ngón. Bắt ấn là con dùng từ của thầy chứ thực ra đúng là bấm ngón, đúng rồi, bấm ngón bấm cho ngón. Ngón bấm ngón chứ không phải bắt ấn dạng quá là nói để cho nó dễ hiểu như thế thôi. Bởi vì là mình liên quan á, cho tôi không dạy về đài thủ ấn á, cái nó đi khác các vị tổ sư khác học. Dạ vâng. Thì lúc mà con bấm các ngón khác thì không bao giờ có vấn đề, chỉ đúng bấm ngón út tay bên phải thì tự nhiên cái ngón đại trường nó bị cong lại. Ngón út bên phải là thuộc về tâm, nó thuộc về tâm mạch, thuộc về khí huyết. Mà ngón đại trường bị ấy, là có thể là bạn có bị gì đó, có khả năng là thiếu vitamin B12 hoặc là sắt nha. Còn cái đó nó không có liên quan, cũng có liên quan nhưng mà liên quan không chặt chẽ với nhau trong cái nguyên lý của kinh mạch huyệt vị. Nhưng mà có thể là bạn bị thiếu vitamin B12 hoặc là sắt lúc mà bật cái ngón út, cái ngón cuối cùng này là ngón của tâm mạch, tâm và tiểu trường là nước. Dạ vâng. Về mà bên tay phải là chủ về huyết mạch, bên tay trái là chủ về khí lực. Thì về khí thì bên tay phải này là chứng tỏ rằng là trong huyết mạch của bạn có vấn đề, là thiếu chất. Cho nên đại trường mới chuyển động. Đại trường là nơi để tích lũy, để sản xuất cái vi khuẩn yếm khí, để sản xuất ra vitamin B12. Cho nên có khả năng là bài thiếu gì đó. Hoặc là đại trường bạn có vấn đề bị táo bón hoặc bị trị thì mới có thể xảy ra hiện tượng đó. Rồi, cảm ơn bạn.
Dạ, bạn ở đâu? Thầy. Bạn ở đâu? Dạ, dạ con ở Pháp ạ. Ở Pháp hả? Ở Pháp hình như vừa rồi có hẹn mà không đến hả? Dạ con tại hình như là thầy hoãn cái chuyến đi Strasbourg rồi sao ạ? Có chứ. À thế à, con không theo dõi kịp. Ừ. Dạ vâng. Rồi, okay, con bận. Cảm ơn dạ cảm ơn thầy ạ. Dạ. Rồi. Dạ, con chào thầy. À, thầy cho con hỏi là lúc con tập thở thì bạn con... là ai? Bạn hỏi thì bạn phải xin tên bạn là ai và ở đâu? À dạ, con là tên là Hiền, con ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Vâng, hỏi đi. Dạ. Hỏi thầy là lúc con tập thở con thấy là con di chuyển bụng nhưng mà cái cổ của con cái đường gân nó cũng di chuyển theo thầy, nên con thấy nó không, nó rất là mệt. Lúc con tập thở xong con rất là mệt, có phải là con tập thở bị sai không ạ? Tập về ai? Dạ con xem clip của thầy xong con tập ạ. Bạn nên liên hệ với những người ở Bà Rịa Vũng Tàu và những người ở Sài Gòn đó. Những người đã học qua tôi là họ sẽ chỉ cho. Đôi khi có khả năng là bạn gồng dữ quá, nín hơi dữ quá nó sẽ bị như thế. Tập thở thì nên có những cái clip đó là tôi chỉ nhắc lại cho những người đã học rồi thì họ quên đó. Thực ra là không phải để dạy cho người mới đó. Cho nên trực tiếp với những người đó thì tốt hơn, thì có hiệu quả hơn. Dạ, và con xin hỏi thêm một câu là lúc con tập thở á, là con có thể ngủ được bình thường, là con tập thở hơi mệt nhưng con có thể ngủ ngon được, nhưng còn bình thường thì con bị mất ngủ triền miên á, thì con muốn hỏi thầy là khi mà mình duy trì cái nhịp vỗ trường sinh của thầy á, con bữa nay là con đang tập lại các cái clip của thầy hướng dẫn, thì con đang tự tập theo các cái bài vỗ và con cũng làm các cái bỏ đũa băng tre để con tập theo bài của thầy. Và tập thở thì con thấy con ngủ tốt hơn một chút, còn thông thường thì con sẽ bị mất ngủ triền miên á, thì con không biết là khi con tập các bài này thì thầy có thể cải thiện được giấc ngủ không thầy? 100% là cải thiện được. Cơ thể của bạn nó sẽ phục hồi lại cái lập trình bạn đã bị phá vỡ rồi, thì cái đó là nó phục hồi lại lập trình bản năng mà, cho nên có thể cải thiện được và có thể là rất tốt, tốt hơn thuộc nhiều. Nhưng mà cần phải có thời gian, chứ không phải là một phát ăn ngay đâu. Nó cần phải có thời gian. Dạ. Vậy con có người con á, là lúc mà con học theo phương pháp của thầy á, là có con thấy là thứ nhất là giá dạ, dẻ là cải thiện này, con làm theo các cái bài ở thiệm thầy chỉ là chốn đất con làm theo, thì con thấy thứ nhất là giá dạ, dẻ cải thiện. Thứ hai, các bài tập thở, các bài vỗ con theo dõi thầy rất là kỹ ở trên các bài đó, thì con thấy là giấc ngủ cải thiện. Thứ ba là con muốn hỏi là con thấy thầy chỉ là tập vỗ ở các bàn chân với cái đầu gối, nhưng con cũng tập thêm là có tại con thấy có mấy cái clip là thầy chỉ là cái gán bàn chân, con thấy các cái huyệt á, là con đi ở trên cái đất cái cát đất sỏi đá đó nó thầy, cho nên con thấy là con thấy như vậy nè, 3 ngày con tập như vậy thì ngày đầu ngày 2 ngày thứ 3 thì nó rất là đau, nhưng mà ngày thứ 4 thì nó rất là êm và nó làm cho con là cảm thấy là giống người cơ thể lưu thông. Nên cho con hỏi là khi mà con đi con kết hợp cái bài của thầy với cái bài mà con đi trên đá như vậy á, thì nó có cái đường kinh mạch nó có được đả thông không thầy? Tốt chứ. Ở bên này là có những cái môn phái là người ta không mang giày đi trên trần. Tốt. Dạ, cảm ơn con... cái thông tin của bạn nha. Dạ con cảm ơn thầy nhiều. Rồi ok. Bây giờ chúng ơi, cho mọi người nghỉ 5 phút nha. Nghỉ 5 phút thầy ra có tí việc tí, xong rồi bắt đầu. Các bạn nào mà không thuộc về cái hề là không có về nội hàm, đó là xong phần thứ nhất rồi. Còn nghĩa là cái món mà bụng tay không có ai hỏi cả. Đơn giản quá ha, không có ai hỏi cả. Ok rồi, mình sẽ cho qua cái phần này.